Thông tin tiểu sử ca sĩ T.A.K. T.A.K. sinh ngày 30 tháng 8 năm 1990 tại thành phố Hà Nội. T.A.K. tên thật là Vũ Quốc Tùng. Anh là nam ca sĩ rất thành công thể loại nhạc rap, các bản nhạc hit giúp khán giả biết đến anh nhiều hơn như Nhà Khói, Tại Vì Anh, Forever Love. T.A.K. bắt đầu thích âm nhạc từ năm lớp 3 và thần tượng đầu tiên trong đời là anh Đan Trường với bài hát Kiếp Ve Sầu. Anh tập viết nhạc từ cuối những năm cấp 2, lớp 9, T.A.K. tự viết và thu âm hoàn chỉnh đầu tiên vào năm lớp 10. Đến năm 2007, T.A.K. tham gia vào FGV Production và bắt đầu chập chững những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc. Hiện đang là rapper tại Lady Killa Entertainment. Các album của T.A.K. Muốn, F.O.E. Team, Nhiều Nghệ Sĩ Biển Gian Bi, T.A.K. Hello Nhiều Nghệ Sĩ Giáng Sinh Mình Anh, Single, Dương Trần Nghĩa, T.A.K. Tóc To, Mê Tại Vì Anh, Single.